Đạt ơi, đi thôi em ơi. Bé mồm thôi. Nét nhanh tôi không hết chỗ. Mẹ tao có ở nhà. Cái gì? Thế nào thế nào? Bình tĩnh, mẹ tao đang ngủ. Đợi tao lấy xe, bịt cái mồm vào. Lấy đi. Đi đi con ơi, nhanh nhanh. Đi đi, sao đây? Chết rồi, tao quên chìa khóa trong nhà. Chết tiệt, vào lấy đi. Chúng mày rủ nhau đi đâu thế cháu? Dạ dạ chúng cháu à. Bọn con đi có chút việc mẹ ạ. Việc gì? Thằng bạn thân của con bị ốm liệt giường, bọn con phải đi thăm ạ. Dạ đúng rồi đấy ạ. Thế à? Ừ, thế con với bạn đi đi. Dạ vâng ạ. Đứng lại. Dạ. Thế đi thăm người ốm không có quà à? À tí bọn cháu ra kia mua ạ. À thế đi đi không muộn. Vâng cháu chào bác. Khoan đã. Chẳng phải cháu là bạn thân của Đạt sao? Dạ dạ đúng ạ. Khai mau, chúng mày rủ nhau đi đâu? Hả? Nói nhanh. Dạ cháu rủ Đạt đi chơi nét ạ. Tốt lắm cháu, từ giờ cháu có thể về được rồi. Dạ vâng ạ. Tao xin lỗi. Mày rủ nhau đi được. Mày tao cấm mày chơi với cái thằng Sơn hôm nọ rủ mày đi chơi điện tử nhá. Giặt hết cái đống quần áo này xong đi học bài đi. Tao đi chợ đây. Vâng. Đúng là đời, đã không được đi chơi rồi còn phải làm. Còn nhà người ta gì sao? Dạ. Mày cứ liều cái mồm đấy. Dạ. Đạt ơi. Cái gì? Sao mày lại đến đây? Nét thôi. Mày chưa kinh à? Hôm trước mẹ tao cho tao một trận vì mày te tua, không ngồi được đây này. Thì tao xin lỗi lốt lần này thôi, mẹ mày đi rồi. Không được, đang ra quần áo. Để đấy tí về tính sau, mẹ mày có nhà đâu mà. Mày làm tao hơi bị bối rối đấy. Thế con đi không mất thời gian. Đi. Thế cũng phải nhanh, không lảng nhằng mất 5 phút lửa trận rồi. Ý này mày làm sai rồi, kết quả phải ra âm như này này. Ừ nhỉ, tao hồ đồ quá. Chết tiệt. Hai đứa đang học đấy à? Cháu chào bác, con chào mẹ. Ừ, hai con học nhập tâm thế nhỉ. À thôi bác đi xuống bếp để cho hai con học nhá. Dạ vâng ạ. Mẹ mày xuống bếp rồi, đi thôi. Mày bị điên này. Mẹ tao ở nhà còn đi gì nữa. Thế chơi có sướng không? Đi. Chúng mày đi đâu đấy? À bọn cháu có cái bài này khó quá, không giải được. Phải ra nhờ bạn Linh ở đầu làng giải hộ ạ. Đúng rồi đấy mẹ ạ. Bài khó quá bọn con không giải được ạ. Thế à? Thế hai đứa đi đi. Khoan đã. Dạ. Chúng mày tưởng tao ngu lắm mà. Không mang sách vào thì chỉ kêu gì? Chúng mày lại rủ nhau đi chơi lét đúng không? Dạ cháu xin lỗi bác, cháu không dám nữa đâu ạ. Con đi vào đây. Mày, tao dặn như... Tao đã dặn mày bao nhiêu lần là không được chơi với cái thằng đầu trộm đứa cướp đấy cơ mà. Dạ nó đến chứ chẳng nhẽ con đuổi nó đi à? Mày tức cái không? Dạ không ạ. Tao mà thấy một lần nào nữa đừng có trách tao. Con đi chịu cái. Mẹ ơi, mẹ thấy cái máy tính của con mới mua có đẹp không? Đẹp đẹp cái gì, tốn tiền tốn bạc. Mày mua mấy cái thứ này làm cái gì? Con mua để học à? Mày học hay là mày tán trai trên đấy à? Mà mày lấy tiền ở đâu mua hả? Con nhặt được ở ngoài đường à? Ui giời ơi, sao mày ngu thế? Thế còn tiền thừa không? Tiền thừa con cho bạn hết rồi ạ. Ờ cái con ngu này. Chị đưa em xem nào. Đây, mày thấy có đẹp không? Tuyệt lắm chị ạ. Cái này mà có bát thì ôi xời ôi. Tuyệt cái gì? Mày đưa cho nó làm gì? Để nó chơi điện tử trong đấy lại học người ra. Mày đưa đấy. Tao cấm mày đưa cho nó chơi nhá. Vâng, nó động vào có tát ngay. Em thèm mà. Thôi xuống cơm nước đi con này. Con thằng này học bài đi. Con mới chờ cái. Đứa thì đua rồi. Đứa thì điện tử. Ra được cái thằng. Ngon quá, có cái máy tính rồi. Đỡ phải đi chơi nét chui. Quả lại mày chết với anh.
ai phải dùng thằng Sơn mới được. À nhưng mà mẹ cấm chơi với nó rồi. Thôi kệ, mình dưỡng cái đã. Mày cười cái gì? Dạ. Học xong chưa xuống răng thì cho tao nghịch cái máy tính mới phát. Em răng xong chị cho em mượn máy tính một tí nhá. Mẹ ơi thằng. Ái giả có cả mật khẩu cửa khét đấy. Trộm ngay thì còn chơi trộm nào. Vào ra hu tán trai nào. Ngon rồi, chỉ cần đợi để chơi thôi. Ái giả chị ta này này đi câu cá cửa khét đấy. Mày ngó cái gì? Dạ không có gì đâu ạ, chị cứ câu tiếp đi ạ. Cơ hội vàng đấy chứ còn đâu nữa, phải lên nhà chơi ngay thôi. Cải mật khẩu cơ à? Mày qua hôm trước mình có chụp lại không thì lại ối rồi ôi. Làm thế nào anh đã được trí thông minh này chế tiền. Dạ ơi. Dạ em xin lỗi chị, em không dám nữa đâu ạ. Thằng kia mày bị làm sao vậy? Dạ chị ơi, chị đừng bách mẹ, em xin lỗi chị. Mày bị điên à? Tao là Sơn đây. Mẹ cha mày làm tao cứ tưởng. Mà mày đến đây làm cái gì? Ờ thì sang chơi thôi. Mẹ tao cấm chơi với mày rồi, đi về đi. Mày yên tâm, tao thay đổi rồi. May mà mẹ tao đi làm đấy. Có cũng chẳng sao, lần này tao ngoan rồi. Không rủ mày đi chơi net nữa. Thay vào đó, tao còn mang sách đến đây để học chung nè. Nói bé thôi, chị tao dưới bếp. Chị mày thì làm sao? Mà cái gì đây? Máy tính chị tao mới mua. Úi dùi ui, tranh ra một bên để tao xem nào. Nói bé thôi, chị tao biết là toi đấy. Ok, mà có game gì chưa? Vừa mới động vào thì mày đến. Thế chị mày đâu? Đang câu cá. Làm ván nữa nào. Mày chơi nhiều vậy, để tao chơi nữa. Từ từ lốt ván nữa. Đưa đây chơi thế thôi, bình tĩnh. Ừ cái thằng này. Chị mày ở nhà lúc nào chơi chả tao được. Tao dình chơi trộm mãi mới được đấy. Ừ thì khi khác mình dình trộm tiếp. Mày đưa đây, kìa đang chơi dở. Biến mẹ mày về đi. Sao mày kỳ cục vậy? Mày đưa đây, bỏ ra đây. Sao mày cứng đầu vậy, tránh ra. Mày đưa đây, bỏ ra đây. Sao mày cứng đầu vậy? Tao bảo mày rồi, đưa đây tao giải cho. Thôi để tao tự làm. Em chào chị. Chúng mày đang học đấy à? Dạ vâng chứ còn gì ạ? À? Chúng mày có nghịch cái máy tính của tao không? Ai nghịch à? Bọn em học suốt lấy giờ ạ? À? Có đúng là như vậy không? Em phải nói như nào chị mới tin? Thế đứa nào mở máy tính tao đây? Em biết được ạ? À? Tao chỉ hỏi đúng một lần cuối cùng là chúng mày. Dạ em xin lỗi chị, em sốt dại một lần ạ. Mong chị bỏ qua cho em. Tao biết ngay mà. Khoan đã. Mẹ. Bác. Thật ra mẹ đã theo dõi chúng mày bấy lâu nay rồi. Xưa chơi quán điện tử nào tao cũng biết hết. Mẹ thấy chúng mày cũng khổ. Trưa nắng nôi 40-41 độ C cũng phóng bạt mạng ra quán net. Vì vậy mẹ đã sắm cho mày một chiếc máy tính Core i35-2010 mới toanh này. Dạ nhưng mà. Cầm lấy. Còn không xứng. Tao mang giả nha. Còn xin. Còn Sơn. Dạ. Mày đưa cho nó cái máy tính của mày. Nhưng mà tí tao cho tiền mua cái mới. Sơn cầm lấy. Dạ cháu ấy lấy lắm nhưng mà cháu xin. Hai đứa có máy tính rồi. Từ giờ ở nhà cấm được rủ nhau đi ra quán nắng nôi xe cộ. Dạ vâng ạ. Được rồi, hai đứa chơi đi. Dạ vâng ạ, vào game đi. Đây, đây đúng là ước mơ của mình rồi. Cuối cùng thì ông trời cũng đã trả lại. Mày đã. Ơ, có cái đi quen thế nhỉ? Mày có dạy đi học không? 7 rưỡi rồi. Dạ. Dạ cái gì, mày có nhanh hay không? Thế còn máy tính à? Đi học nhanh. Ờ, thế hóa ra là mơ à?